đội Thác Công Lipa, nơi thân thể nguyên bản lên của mày. Ok, hôm nay em sẽ lên cho anh em một siêu phẩm, một con game mu xe sành 15 có tên là Megamu phiên bản PC và Mobile. Anh em đón chờ một cái siêu phẩm này, trong khi mà chờ siêu phẩm thì các anh em cứ việc là cho em ấy một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video, những cái like sớm nhất từ cái kênh siêu phẩm của mình nha anh em. Hôm nay cũng là tiếp tục một cái con game, đó là Megamu. Thì hôm qua mình đã có up một cái clip rồi, anh em cũng hỏi là bây giờ PC mà sao cái đồ họa gì kỳ vậy. Thì mình đã có nói rất rõ trong một cái video rồi, một cái phiên bản PC nhưng mà cấu hình của mobile. Thì anh em có thể là tải hai cái phiên bản đó về, PC cũng vẫn được bình thường. Một cái là Megamu Full HD, một cái là Megamu bình thường. Hiện tại là mình đang ở một cái phiên bản chuẩn Megamu bình thường, on ngay và luôn ở trên PC. Còn hôm qua cũng on trên PC nhưng mà cái phiên bản của mobile nó một hồi anh em để dối. Hôm nay vào trong đây, cốt truyện của mình á là mình sẽ review cho anh em một cái phiên bản, một cái xe xanh và kèm theo đó một cái bộ đồ. Anh em nói tới nói lui thì cũng là vô một cái bộ đồ, tại vì có đồ là phải phe. Phe là phải review cho chi tiết để anh em mới biết là cái gì. Hiện tại là mình đang có một cái cặp gậy Lever là 600, một cái bộ đồ Lever là 800, tên của nó là tên tiếng Anh, tiếng U. Và win đó thì mình đã có review tất cả cho anh em biết rồi, nhẫn nè, dây chuyền nè thì đã có review rồi. Hôm nay chủ yếu là vào review một cái bộ đồ và một cái cặp vũ khí cho một cái em là Emarit. Hôm qua thì mình đi làm Osmagit nha, hôm nay thì mình đã cộng lại Emarit rồi. Thì Emarit anh em cộng ra sao? Ostagon anh em cộng vừa đủ mặc đồ, trang bị, vũ khí các kiểu dần dần. Anh ghi các anh em muốn mà lên map cao để farm thì tầm cho mình là 25k anh ghi. Còn bao nhiêu các anh em cứ việc farm hết vô NE. Vít thì mình không cần cộng đâu, tại vì không có đi BK thì cũng không cần cộng vít nha. Ở đây mình đã tẩy master và đã cộng mô tả để cho các anh em biết. Và thật tiếc là mình chưa có học được một cái kỹ năng good. Kỹ năng good của nó là một cái là thiên thạch màu đen anh em. Nó sẽ có những cái chấm màu đen bự ở trên nó dỗ dỗ xuống. Tại vì sao mình không học được? Tại vì là mình thiếu một cái là mưa sao băng. Anh em phải học được cái mưa sao băng chung với cái kỹ năng của con nách quay thì anh em mới học được một cái là mưa thiên thạch gấp. Còn hiện tại bây giờ thì mình không có học được cái skill good rồi. Thì mình học một cái là ma chặn. Không good thì mình sẽ bù vô ma chặn và đang ma chặn cho anh em thấy ở trên màn hình luôn. Về cái con MG, nếu mà anh em đi bên cái hướng phép là các anh em sẽ mất một phần nửa đam bên hướng chiến. Nói cho anh em dễ hiểu, đam của anh em bên hướng chiến là 100, các anh em bước qua bên hướng phép các anh em chỉ còn lại 50 thôi. Nên hiện tại mình chỉ tẩy ở chiến giữa để mình có được một cái kỹ năng là ma chặn. Còn bao nhiêu thì mình sẽ cho nó về cái hướng chiến lại nha anh em. Hướng chiến thì mình đã có nói rồi, hướng chiến cái cự ly farm của nó cực kỳ là cùi luôn. Và vào vấn đề chính, vào trong review một cái cây vũ khí trước. Nói về cái dòng mà để khảm cấp cho nó thì nó đã lên cấp 15. Tấn công phép của nó là 165 nè. Thêm cái up SD của cái dòng vũ khí là cộng 15. Cái up Harmony của mình là bỏ qua việc tăng SD cộng 15 nè. Tiếp theo thì nó sẽ có những cái dòng phổ thông thôi, như là cái dòng mà tăng đam mỗi cấp và nó tăng thêm một cái dòng đam là 2%. Ở dưới là một cái là tăng cơ hội sát thương hoàn hảo của mình lên là 10% và cuối cùng là tăng cơ hội sát thương gấp đôi 4%. Cái dòng cuối cùng là dòng sát thương gấp đôi nha. Và ở đây là hai cây này nó sẽ là tương đồng với nhau, nó cũng là y chang, nhưng mà cái cây này các anh em sẽ có thêm một cái dòng 240 attack và cái dòng SD của nó là chỉ có là cộng 4 thôi anh em, chưa có nâng cấp lên cộng cao nha. Đây là một cặp gậy Lever 600 qua nhân vật chính của chúng ta. Không ai khác ngoài một cái set đồ Holy Lever 800. Holy chứ không phải là Holy nha anh em. Cấp độ cộng của cái bộ đồ này lên là cộng 15 mát cấp. Và cái dòng Harmony là tăng giảm sát thương 7% là một cái dòng chuẩn cho một cái set đồ. Và các anh em nhìn vô, mình sẽ có hai dòng like. Một cái dòng thứ nhất là tăng HP là 10% và kế tiếp là một cái dòng like là 10k like. Thì 10k like này ở những cái video trước mình đã có nói với anh em rồi. Chọn nguyên một cái set đồ có 10k like thì cái chỉ số HP các anh em lên rất là cao. Các anh em không cần phải kiếm một cái set cho Whip Burgle mà các anh em hãy kiếm cho mình một cái set là 10k like thôi, là chúng ta đã có một cái set đồ để chống chịu để đi farm map cao. Tại vì nếu mà mạnh mà khỏe thì các anh em phải nhờ vào win nè, nhờ vào vũ khí nè. Đồ á thì nó chỉ phụ họa thêm và nó chỉ là tăng HP lại cho các anh em chống chịu chút xíu thôi, chứ nó không có tăng đam cho anh em. Nên cần thiết thì các anh em lên cho mình là cái dòng MK Lai của những anh em newbie. Còn những anh em nào mà đã bờ gồ hay là có lúa thì các anh em cứ rớt trực tiếp cho mình lên full. Nếu mà có điều kiện các anh em có thể là lên full socket nữa thì cái con của các anh em sẽ lên một cái tầm cao mới nữa nha. Ở dưới là cái dòng giảm sát thương 4% và dòng cuối cùng là tăng phòng thủ 10% và không ngừng lại ở những cái up mà excellent. Chúng ta có một cái bộ đồ thằng good thì thằng good nó sẽ bổ trợ thêm cho anh em những cái dòng slot,
như là Sherlock 2, Sherlock 3, Sherlock 4. Thì hiện tại mình sẽ vô Sherlock 2 là tăng sát thương kỹ năng cộng 600, kế tiếp là tăng năng lượng cộng 900. Sao nó không tăng HP mà nó lại tăng năng lượng anh em à. Và một cái Sherlock thứ 3 là cơ hội sát thương nhân đôi 18% và tăng sát thương phép thuật cộng là 800. Các anh em thấy một cái set đồ Liver 800 thì nó tăng cho mình cái lượng phép là 800 luôn anh em ạ. Và một cái slot thứ tư là tỷ lệ sát thương chí mạng 20%, cơ hội gây sát thương tuyệt vời 20%, cơ hội loại bỏ phòng thủ của mục tiêu thì là 9%, tăng tất cả những cái trạng thái của chỉ số của mình lên là cộng 900, tăng phòng thủ của băng thăng cộng là 700, tăng sát thương chí mạng cộng 600 và tăng sát thương tuyệt vời cộng 600. Các anh em thấy những cái chỉ số nó lên cực kỳ cao. Và hiện tại không phải set này là set cao nhất nha anh em. Set này là set cao nhất của cái ạc của mình. Còn nếu mà ở bờ gồ, người ta đã lên set blue full thẳng, full socket rồi anh em à. Còn set này á, những anh em mà dân cài à, có một anh bờ gồ nói nếu mà chịu cài, cài chỉ có 1 năm thôi anh em là đã lên được full đồ whip rồi. Chỉ có 1 năm mà nó chỉ có 1 năm nó nhẹ hiều à. Nhưng mà phải biết cài. Còn nếu mà những anh em nào không biết cài là 1 năm chưa chắc gì full được đồ. Vì cái con game này anh nói là yêu cầu vào trong đây tìm hiểu thôi và chơi thôi, như là mình vừa chơi vừa farm vừa tìm hiểu và anh góp ý thêm. Thì chừng nó có cái gì bắt mắt hay là có những sự kiện gì hay, mình sẽ làm clip nhiều để cho các anh em xem, trải nghiệm và biết đến một cái con game này. Con game này nó tồn tại hơn 10 năm nhưng mà chơi rất là tốt. Các anh em thấy hôm qua mình up cái clip không, ở bên một cái server 1 thì người ta đã full bãi, full quái luôn. Hiện tại đang có một cái event đó là Santa, là chiến trường mùa đông. Thì chiến trường mùa đông mình đã có làm rồi, chừng nữa mình sẽ canh cái giờ boss, mình sẽ đi trong chiến trường mùa đông cho anh em thấy những cái cảnh nóng như thế nào. Và cái bộ đồ này của con Mag thì nó chỉ có 4 món thôi, và 4 món in 1 cũng là cấp độ cộng 15. Những cái dòng thuộc tính nó cũng y chang với nhau. Tại vì đây là một cái món cùng hệ Liver 800 hết, chứ không phải là một cái món này 4, món này 6, món này 7, món này 8. Vì như vậy nó không kích được một cái đam ẩn của anh em. Các anh em mặc đồ linh tinh nó sẽ không kích được bên cái slot 2, slot 3, slot 4 đâu. Một cái bộ đồ ALL như vậy, các anh em ở ngay thời điểm hiện tại các anh em mua thì nó cũng hạ nhiệt bớt rồi, không phải như một cái thời gian đầu. Thời gian đầu á thì nếu mà sở hữu được một cái bộ đồ như vậy á thì nó khá là đau thẳng anh em à. Nói là khá chứ không phải là nó quá chát. Tại vì chơi game mua thì các anh em biết rồi, một số thì cài, còn một số anh em không có cài đâu. Anh em chơi với một cái cách thoải mái là anh em vừa cài vừa gớt lúa. Còn anh em nào mà chuyên cài á thì các anh em có thể là vào trong tìm hiểu con game, trải nghiệm con game rồi cài nha. Các anh em nè, mình đã có hai cuốn nè, mình định tẩy bên đây mình đi qua hướng phép luôn. Và hiện giờ hướng phép của mình á, mình chưa kiếm được cái quyển kia. Một cái quyển đó thì mấy anh em bờ gồ chia sẻ, nó ở trên ta căng. Mình lúc trước mình nhớ là ở trên lót 7 mà mình farm lót 7 rất là lâu rồi, nó không có ra được một cái quyển là mưa sao băng đó. Và mình lên ta căng mình cắm mà cũng không ra cái quyển mưa sao băng đó luôn. Nên là hôm nay là không thể nào mà test được một cái kỹ năng có những cái thiên thạch màu tím nó rơi xuống cho anh em xem. Còn mà cái kỹ năng của bên hướng chiến thì mình đã có làm rất là nhiều rồi anh em. Tại con MG này không phải là mình mới up clip đầu, mình đã có review rất là nhiều, mình đã có lên live đi sự kiện rồi vào trong đây kéo anh em cũng rất là nhiều. Cái hay của một cái con game này thì có bao nhiêu thú anh em đeo lên người, bao nhiêu thú hết, cái đó là mình đã có review rồi. Mình sẽ vào cho anh em xem lại nha. Ví dụ ở đây mình có một con Panda, có một con là Fanny, và ở đây có Tiberton. Ở đây là có những cái con bét ẩn đi theo mình. Con bét ẩn á thì các anh em bấm vô cái phím T nè, đây Tiberton nè. Bên đây có những con bét ẩn đây, nó cũng rất là nhiều anh em. Có bao nhiêu cứ mang lên trên người hết à. Tới đây có thời gian rảnh thì mình sẽ vào trong đây đi sự kiện cho anh em biết những cái sự kiện phổ thông như là debut nè, blood nè, CC double nè, hoặc là đi lùa gà, lùa gắn đồ các kiểu. Và nó cũng có như những cái kỹ năng của cái con đất quay thôi. Đây, như ví dụ là cái quyển mà skill gồng đi. Skill gồng này hồi tối á là mình đi kiếm, nhưng thật sự nó bán ở bên Davias anh em. Mình nhớ trực lại là những cái kỹ năng tăng thủ nó sẽ bán bên Davias. Thì nhà qua bển á thì nó đã có kỹ năng gồng này đây. Nếu mà các anh em ở một cái chế độ gồng á thì nó farm nó cũng rất là tốt, nhưng mà các anh em thấy là nó sẽ bị hạn chế phạm vi chứ không phải những cái phiên bản khác. Nếu những cái phiên bản khác, những con quái mà nó đi như gì nó đã dính đam hết. Còn các anh em thấy không, cái con gồng nó sẽ đi ra tuốt ngoài đây luôn, nhưng mà nó không dính đam hai con quái này. Nó rất là ảo nha anh em. Kỹ năng của nó là farm gồng, farm xa, nhưng mà các anh em thấy không, cái con quái là nó cực kỳ chậm dính đam. Và nó khác hơn một cái bảo điện. Bảo điện của chúng ta tuy là nó chụm lại một cái, nhưng mà cái lượng đam của nó đi rất là xa. Còn cái kỹ năng mà quẩy gồng thì nó không có được một cái diện đam xa. Các anh em thấy nè, tuy là một chỗ ở đây như mình đây, ở đây có một cái bình ship bridget, một cái con quạ, hao xe là cái con ngựa, nó chỉ có một chụm đây thôi, nhưng mà quái đi ra là nó sẽ dính đam liền. Cái năng gồng mình quơ cho anh em xem, nó quơ mù mịt hết, nhưng mà con quái đi ra thì nó sẽ đi vòng vòng luôn, nó sẽ không bị ăn đam. Các anh em thấy không, lâu lắm nó mới bị ăn đam. Còn mà mình chơi một cái
skill bảo điện là con quái dừa phật ra nó đã ăn đam liền. Nếu mà cái kỹ năng này nó ăn đam như là những cái phiên bản khác thì con Margit nó cực kỳ bá nha. Tại cái kỹ năng quái gồng này nó cũng không có nhỏ đâu nha anh em, nó cũng to, rất là to chứ không có nhỏ. Nhìn vào ở đây Margit phép, các anh em thấy là cái lượng đam nó cho ra cực kỳ bé, không bằng chiến. Chiến của mình mặc một cái bộ đồ cùi, mặc một cái cây kiếm cùi nhưng mà quét đam nó rất là to. Còn hiện tại là mình đang mặc là vũ khí 600, đồ 800 nhưng cho ra lượng đam rất là bé. Và mình có một cái dự định là mình sẽ mặc một bộ đồ này và mình sẽ đi bên hướng chiến. Vì đây là một bộ trang bị là E-Margit, chân nữa mình sẽ lên cho nó là S-Margit, mình sẽ đi theo cái hướng chiến nha anh em. Chiến thì các anh em biết rồi, chiến thì mình sẽ cầm kiếm. Và xem tới đây thì các anh em đánh giá cho mình mấy sao về cái bộ đồ như gì và ngay cái thời điểm như gì, thì anh em hãy mạnh dạn comment vào cuối phần video góp ý cho kênh để kênh càng ngày càng phát triển thêm. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video clip lần sau nha.